mình phải ăn kiểu rau củ để cho tốt cho sức khỏe. Con hãy ăn bông cải. Ok, rồi đây mực của con. Bông cải đây. Bông cải, giỏi. Ăn cho tốt cho sức khỏe. Quá tốt cho sức khỏe luôn á. Chưa mua hết tiền đâu, đi mua thêm đêm nữa đi. Lấy cái này á để cho nó ngon nè mẹ. Hả? Lấy nước sốt để đúng để cho rồi, giỏi. Thỉnh thoảng gia đình, cả gia đình cũng đều có những cái buổi barbecue cùng nhau. Không có nhiều. Không hiểu là vì sao Alex lại rất là ấn tượng về cái vụ đồ chấm, đồ nướng, đồ nhất là thịt. Thì luôn luôn cần những cái thức đồ ăn chấm. Như vậy Alex đã chọn một thứ không thể thiếu trong một buổi ăn barbecue. Rồi, con nghĩ là mình còn mua gì nữa không? Mình sẽ đi vòng vòng. Mình có thể mua sữa để mà khi lỡ đồ ăn cay quá thì mình có thể uống để cho hết. Ok, hết cay nào. Go ahead. Đại gia mà có tiền trong tay mà. Con chọn cái sữa tươi tanh trùng. Con chọn ít đường thôi để cho nó tốt. Rồi. Trời ơi, xịn quá. Cái này. À, ok. Rồi. Xong rồi. Giỏi quá. Bốn người, mỗi người một hũ. Rồi, đi thôi. Chưa vòng vòng hả? Đi qua hướng này nè. Cuối cùng mình cũng đã có một bữa tiệc thịnh soạn. Một bữa tiệc thịnh soạn. Alex ơi, những món Alex đã mua có giống cái món mẹ Thảo Trang đã tính trước đó không? Không, Alex tự chọn á. Alex toàn chọn những cái món barbecue và những món tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe. Ê, mình không có lấy từng trái con, mấy cái này nó chưa kiên cân ký. Cho nên mình phải bỏ vô một cái bịch. Rồi con chọn đi nè. Rồi mình có bao nhiêu người hả? 4 người. Vì... à mẹ không nhắc, xin lỗi. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái đi để cho mình kiểu mình chia nhau ra á mẹ. Mình chia nhau ra ha. Dạ. Chia sẻ cho nhau con xong rồi mẹ. Đi tính tiền thôi. Rồi ok. Mình đã tính tiền mà nếu mà dư tiền thì bây giờ mình làm gì ta? Thì mình có thể mua bánh kẹo cho Vi siêu nhân. Hồi nãy Vi nói á, rồi cho Vi ăn bánh được không? Vi muốn ăn bánh quá. À. Con nói ok. Ok. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.